Chưa thấy mà. Em và em lại rất là vui quá trời. Không cần phải thích gì. Không là đẹp lên quá. Thì cũng không có vui em ra. Chèn trúng người khác đó con. Thôi đừng có giỡn nữa. Sắp tới giờ biểu diễn rồi kìa. Không. Hết chương trình này đi rồi mình đi qua chỗ khác. Không chịu đâu. Bây giờ con đi hết một vòng này là không có lâu lắm, con ở đây tới tối luôn mà. Kìa có hình nộm kìa. Giờ biểu diễn đó, 15 là người ta đang quảng cáo đấy không? Nó đang quảng cáo tới giờ biểu diễn. Ừ. Kìa Long, Long. Giờ mình về tới nhà rồi. Đẹp không? Chứ cái năm đầu tiên mình chứ không nhà tôi có mình đang qua. Dạ. Thì có một người ta có
rồi các bạn hẹn về đây đó mà. À. Mà chụp hình lưu niệm à. Cuối cùng cũng còn đi coi vậy rồi đó. Quay ba cái. 100% bà nội sẽ coi và mấy bạn trong lớp còn sẽ coi. Đừng có bật cái micro lại. Micro là. Micro ở đây. Để con nói lại 100% bà nội sẽ coi và 100% mấy bạn sẽ coi. Hù. Không có chạy tung lắm. Luôn phim. Chạy nó luôn chơi chạy. Học bao quá mình. Ủa. Hả? Nhớ mấy lần trước là cái này là nó ở bên đây mà. Thì mỗi năm mỗi khác. Mỗi năm người ta đặt cái quầy nó khác nhau. À, nhớ rồi ba. Ơi. Mấy cái khung xanh này cũng có trong sao cơ nè ba. Ờ đúng rồi, cái này cái vàng thôi. Mấy cái vàng cũng có trong sao cơ nữa. Ờ. Thôi. Chưa, người ta đang rào lên nè. Người ta đang dăng cái rào lên nè, xong rồi người ta mời mấy người kia ra. Tới giờ biểu diễn. Ơi ơi. Tới 13 giờ 45, 15 phút. Nhanh rồi ba. Nhanh. Đâu có lâu được không? Mấy giờ kìa? 1 giờ 26 phút. À còn 4 phút nữa.